đồ chó đó đó con à, anh muốn cười lại rồi xuống đi cho tôi quay với. Rồi có mà con muốn lấy chồng không, qua bên bên tôi gả cho thằng chồng. Trời ơi chồng bên tôi là dữ dằn lắm, sao biết vừa đẻ luôn. Ê cầm điện thoại quay phim đây, có đàng hoàng chứ không phải nói tào lao. Dặn tiếng lại đi anh, dặn tiếng lại, dặn 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 nhạc đi, dặn dặn lại đi anh. Giảm nhỏ nhạc nhỏ nhạc. Quay cái đi. Rồi đây đi. Đây. Anh dám mua đi lại đây mở. Đây, cầm điện thoại quay phim đâu mà chứ không phải nói tào lao đâu nghe. Rồi. Tới năm mà đi coi chưa nghe. Quay phim bắt giao thông vi phạm đâu mà nghe. Rồi. Không phải là nói mình nói cái đây, nói tào lao được nha. Cầm điện thoại quay phim nha. Khoan từ tới đoạn đẹp, rồi, từ. Rồi đó, rồi anh em người quay chút thôi. Viết là viết chữ. Cầm điện thoại nè. Em nè, nghe anh nói nè. Cuộc đời là bể khổ. Em quay đi. Em. Em gái. Em gái. Chút đơn luôn nè, chút xíu nè. Đây. Chẳng ngày bắt vô. Chút xíu là có hai em là biết quay phim nè, biết đi xin tiền có hết trơn luôn đó, biết bán vé số nè, chơi bảy nhạc cụ luôn. Đây em gái nè, vi phạm giao thông là bể khổ em gái nè. Đàng hoàng chứ không có nói tào lao đây, đúng không em gái? Đàng hoàng. Em gái đó, em gái vườn quê đó. Thật đấy, cái này là không phải là nói bằng miệng là nói không có. Cầm lên đó đi xin. Rồi con nằm xuống lớp đây, nằm xuống chơi rồi con nằm cầm đi rồi nằm xuống lớp đây, nằm xuống đây nằm xuống lết lại, nằm xuống lết đấy, lết đấy, lết xuống. Lúc mà con lợt hay sao? Nó kiếm đường đi ra ngoài rồi. Không nhận tiền cho con. Dạ bó có tiền hàng tháng không có nhận tiền. Cưng quá. Rồi bó chỉ nhục đi, bó sẽ biểu diễn ba nhạc cụ trống đờn hoặc găng. Có đang trống cái đờn gì không anh? Có mà. Xuống. Trời nhỏ là con chó này anh nuôi được bao nhiêu năm rồi? Chó nó mới có 14 tháng tuổi hả? 14 tuổi. Ờ, còn quá. 14 tháng tuổi là 14 năm. 14 năm. Ờ, 14 tháng tuổi. 14 tháng tuổi. Đúng rồi, anh em ở đây kiếm gì á? Mấy tuổi? Lên coi nhàng còn vài ngón. Rồi quay chiêu cái từ chó lửa đen đó ha. Cái đây là giống chó gì anh? Chó cỏ Việt Nam bình thường hả? Chó cỏ. Ủa vậy anh không có huấn luyện nữa mà sao nó biết được vậy? Con chó này ở lụm ở trong mà xe gác mà có trên kinh trọng Cà Mau cũng kể lại từ đoạn hết chân luôn mà. Là con chó này đã có lên mạng rồi hả? Có nhiều kênh mà chứ không phải một kênh đâu. Không mình đi lắp là đủ hết chân mà. Nghĩ nhiều. Nó đi làm cả sao nhiều. Sao phải chỉ đi bolit vậy? Bolit đó công an mà. Có luôn mà, có hết chân, không có thiếu gì. Có diễn sức trên 20 mà. Là như là công an có rồi, giao thông bắt xe có luôn. Giao thông bắt xe có luôn mà. Đây là chú chó này là chú chó biết lấy điện thoại quay phim công an có chứ. Cái chị này là chị phụ nữ. Đúng rồi.